Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình lễ góp nhận NFT đến từ sàn Huobi GoBank nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản. Các bạn cần phải có tài khoản sàn Huobi GoBank nha các bạn. Sau đó thì các bạn điền vào mẫu nè. Các bạn nhập vào mẫu nó ra như vậy, như thế này nè các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ Huobi của chain của mình, các bạn có thể dùng địa chỉ ví trên ví Eco Wallet hoặc là tôi cần podcast nha các bạn. Thì các bạn lấy địa chỉ con HT như thế các bạn. Rồi. Chờ xíu. Rồi các bạn nhấp vào HT nè, các bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi các bạn dán vô đây nè. Sau đó các bạn điền UID trên sàn Huobi GoBank nha các bạn. Thì các bạn mở sàn Huobi GoBank của mình ra nè. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi trên sàn Huobi GoBank thì các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè, anh đầu người nè các bạn. Đem đăng nhập. Rồi các bạn copy của UID này nè các bạn. 1854. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi cái dòng này thì các bạn chọn đáp án C nha các bạn. Rồi bấm vào submit. Như đây là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận NFT đến từ sàn Huobi GoBank đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Rồi, join vào kênh group nữa.